ơi, bà mẹ quê nè cả nhà. Cho con quay cái tay mẫu coi. Quay tay mẫu hả? Ờ, dễ thương quá à. Cho qua đi Kha. Biết được có một câu tiếng Thái một đó. Giờ mình đang đi hội chợ Thái Lan nha, mà nắng quá. Có hai mẹ con nè, nắng quá xé nắng luôn. Mát rồi, quay lại cho cả nhà coi. Lâu rồi không có đi hội chợ, bữa nay đi hội chợ Thái Lan. Wow. Đi từ từ đi. Quá trời đồ ăn luôn. Chú này đang nướng bánh. Bánh tráng nướng hả chú? Buổi trưa nắng quá nên chắc ít người đi. Hội chợ Thái Lan là từ ngày 14 tới ngày 18 tháng 12 nha cả nhà. Thì có mấy bạn đang đứng mua nước uống nè. Thì không gian ở bên trong mình đi từ từ dài dài vô. Gỏi đu đủ đâm giữa luôn, mình đi thẳng cái là vô tới nè cả nhà. Bên kia là bán mấy chai
dừa rồi mấy cái đậu khô tỏi rồi dãy từ đằng đầu đi lại đây là cũng là bán đồ ăn thôi. Đi coi thử một cái nha, lâu lắm rồi mình mới đi hội chợ. Đẹp quá. Bún nước lèo đặc sản Sóc Trăng. Tô nhiêu vậy anh? Tô tép cá thịt heo quay. Tô 40 ngàn có bản giá luôn rồi. Dạ. Nước uống, đồ đầy đủ. Rồi, để đi giúp nó bụng là quẹo vô ăn. Có bông điên điển nào nữa kìa. Bún nước lèo cô Thu ha. Sóc Trăng ở dưới Sóc Trăng mình lên luôn ha anh. Sóc Trăng luôn, dân Sóc Trăng luôn. Dạ. Chân gà mình thường chân lụa cao cấp quá trời là mẫu luôn. Cái này im lắm, màu hồng cũng là em ha. Đẹp, nhìn thấy nó mịn mịn. Ủa dạ. Cái mẫu này đẹp quá nè, mình thích mấy cái màu nhu. Cái này bán chắc là theo theo mét á. À 220 một mét nè. Rất là nhiều mẫu, những cái mẫu chăn ga nè, rồi thêm có cộng cái máy để người ta, cái máy người ta may luôn cho mình. Rồi đây là bảng giá nè cả nhà. Đó. Giờ mình đi qua bên hướng bên đó đi, bên sân khấu ha, nắng quá. Qua bên đây, bên này là sân khấu nè. Sân khấu này tối có ca nhạc. Mình lại cái chỗ này đi mình coi thử. À, giống như có cái bàn thờ. Đây là chỗ của ban tổ chức. Còn cái chỗ cái bàn thờ hồi nãy là người ta cúng kiến của bên trung tâm xúc tiến thương mại á. Tới đây cái có ca nhạc rồi cả nhà ơi, mình quay tí nữa về mình thấy luôn. Bên trong nha. Chào lại cái nè. Mình là bán nước ngọt á. Dạ. Mua thì này. Long nhãn nè. Dạ, em kênh gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Dạ. Rồi chút gian hàng mình bán đắt ha, bán được thiệt là nhiều. Rồi. Đẹp quá cả nhà. Mấy anh bảo vệ rất là vui vẻ. Ủa mấy cái bịch bánh coi nè. Cái gì đó không? Ừ. Lướt cho nè. Dâu coi đâu. Giờ nhìn lướt ngang một vòng ha. Rồi. Mì mama rồi mẹ. Mì mama hả? Giờ mình đi một vòng trước đi. À, mấy cái rong biển kìa. Rồi mấy cái nướng giặt đồ. Mấy bịch bánh khổng lồ luôn. Đây là bán mỹ phẩm. Cho nó biết. Bán mấy cái nước giặt của Thái nè. Mấy cái tinh dầu. Áo quần. Chào Thái. Hello. Đi hả? Sao qua đi cà? Chào Thái đi cô. Đây là gian hàng bán dầu. Thái thôi. Rồi đã
đây có dầu là không cần. Mấy cái chai tinh dầu nè. Nhẹ thơm, đi ngang này rất là thơm. Nhưng mà mình kế bên gian hàng bán dầu, tinh dầu với là một cái gian hàng bán trang sức. Đau đưa luôn ha. Quá trời mẫu luôn, ngọc trai cái gì cũng có. Lấp la lấp la. Cho con quay cái tay mẫu coi. Quay tay mẫu hả? Dễ thương quá à. Trắng tươi. Đẹp quá. Trời ơi, Tâm rất là mê mấy cái đồ này nữa cả nhà. Mình á, mình đeo bông, đeo bông giả không có được, nhưng mà mình rất là mê mấy cái mẫu đồ này. Người ta tại vì đồ giả là người ta bán nhiều mẫu dữ lắm luôn. Chưa đã chưa? Trời ơi, đẹp quá. Chiếc nhẫn này đẹp ghê ha. Bên đây bán mấy cái này không biết là cái gì nữa, chắc là để trang trí nó thơm thơm hay sao. Ôi, có mấy cái áo thun, mình đang tính mua mấy cái áo thun big size. Quay qua bên đây là một cái gian hàng bán Nami, là bán mấy cái đồ dòng chuỗi đeo tay. Cái một cái là 40. Tím là mẹ quê yêu nè. 40 một cái hả? Dạ. Cái gì bà con ai có đi hội chợ vô đây mua đồ đẹp lắm. Nhìn cái nào cũng thấy khoái luôn. Trời màu luôn, mình đó có hai bạn đang lựa kìa. Cái này đeo khẩu trang hay gì á, 20 một cái. Hóc khoa. Bên đây cũng có bán một cái gian hàng bán bạn. Mấy cái chai này màu mê cái này nha, lấp lánh lấp lánh. Ở trong đây đi có máy lạnh là bởi vì nó mát, ở ngoài đang rất là nắng luôn. Đi ngang mấy chỗ bán tinh dầu rất là thơm. Tinh dầu mỹ phẩm, dầu thư giãn nến thơm. Hôm nay bán đồ trang điểm của Thái, mấy cái món của Thái. Việt cô hay là cho qua đi ca. Mà biết được có một câu tiếng Thái một đó. Cái người chủ hình như là người Thái. Dạ. Thì là mình dầu bán mấy cái tinh dầu. Thái hot oil, dầu Thái nha, dầu thảo dược của Thái, tất cả mấy cái đồ trang trí đẹp ha. Rồi. Cảm ơn cô nha. Chúc cô bán đắt nha. Mấy cái áo hình
mèo. Mình đi thẳng ra tới sao luôn. Mình đi xích ra sao chút là người ta bán mấy cái áo quần. Đa số mình thấy là bán tinh dầu. Trời con nít. Dày dê. Đa số là áo quần với lại tinh dầu ha. Rồi có đồ chén bạc, mấy đồ chơi trang trí. Rồi mấy cái món ăn Thái Lan. Tóc giả. Mấy cái lọn tóc giả bên đó rồi treo đen đen. Chú này đang thử áo. Cái quần này rất là đẹp. Mấy cái này hình như là túi thơm. Túi thơm Thái Lan. Quần áo con nít Superman. Thấy đồ nhiều nhưng mà tới phía sau cùng mình. Ồ, mấy cái chân váy để lấy con hỏi chân. Mấy cái nằm giống tự tháo. Mình đi hết chưa ta? Em chân quay dùm cái dây ta biết cái dinh dưỡng tới bạn. Đây là một sản phẩm đặc biệt để chăm sóc tế bào và máu. Yeah. Rồi quay để quảng bá cho chú này. Rồi. Bà con còn tên này cho biết gì. Này ở đâu con? Mình ở đâu? Cái dụng dinh dưỡng ở Đài Loan. Đài Loan vậy. Công nghệ của Đức. Dạ. Chuyên là chăm sóc máu và tế bào. Dạ. Mình ăn được các chất như là đậu quỷ rồi đó. Cảm nhận tế bào yếu chỗ nào. Dạ, cho con mượn cái này đi. Đây cả nhà. Gì? Tao tưởng mình đi ra lấy tiền. Đâu có đâu, đi ngang thôi mà. Thành đưa cho tao biết nhiều cái dòng dinh dưỡng này. Cái này là mình pha uống như thế nào hả chú? Tao uống là cái này là lon N1 là uống theo khẩu tao N1, 2 muỗng, N2 này là 1 muỗng uống buổi bụng đói. Yeah. Còn cái này là bụng no uống 1 ly, 1 muỗng. Mình bụng no. Pha như là sữa bột vậy thôi. Pha như sữa bột có 100ml nước, 120ml nước. Yeah. Cho mỗi lần uống. Yeah. Ngăn ngừa các chứng sơ vữa động mạch rồi đó. Tai biến rồi. Rồi đây cả nhà thấy cái gian hàng này ở gần cuối nha. Cái dòng dinh dưỡng này rất đặc biệt. Nói về Việt Nam mình là 2016 tới giờ.
như là nhiều bà con cải thiện, hàng ngàn bà con cải thiện, tất cả có từ đông tây nam bắc rồi đó, từ bắc tới nam là có đơn hàng mình đầy đủ rồi. Là mình về Cần Thơ là bữa nay là lần đầu hay là lâu chưa chú? Lần này là lần thứ hai. Dinh dưỡng tế bào và máu, này là chăm sóc dinh dưỡng máu tế bào đó. Chú đang giới thiệu cho khách máu và tế bào. Dạ rồi. Dạ rồi rồi, dạ, để về con đăng lên cho bà con mình biết ha. Với chú bên em thì lúc nào tìm hiểu đi. Ví dụ như bên con có mời uống trải nghiệm miễn phí, chứ bên đây là chưa có bán hàng, mà mình mời uống trải nghiệm miễn phí để tuyên truyền cho người dân mình nhá. Thì tại vì Cần Thơ nó cũng còn mới, bên con có đặt một cái cửa hàng ở chỗ 320 Trần Quế hay không? Dạ vâng. Thì nói chung là bên con thì người dân mình ở đây là chưa tìm hiểu, mà cũng chưa đi sâu cái bệnh tim mạch hoặc là tai biến đột quỵ. Rồi tạm biệt chú, tạm biệt cô ha. Rồi rồi. Trời ơi, chỗ này bán thổ cẩm là cả nhà. Áo thổ cẩm. Cái mẫu này lạ lạ. Mặt chắc là mát tại vì thấy nó như là giấy xô. Thì giá rất nhiều luôn. Nó bảo hiểm. Nãy giờ mình đi xong rồi xà quần mà chưa có hết nữa. Hay là tại vì mình đi lạc. Có thể mua mấy cái da nhỏ đi. Dạ, cái tiền là cái đó 2 cái. Mấy cái đồ gia dụng. Rồi, bà mẹ quê lạc chứ mấy hộp chậm. Dạ, nhưng mà nó hàng đâu có phải đóng vỉ vậy. Có lần cô biết không, này nè, có tem nhập công ty nó nhập về là mới đúng hàng Thái. Đúng à. Có giá tiền. Cái nồi zebra đó rất là tốt. Chảo kìa, cái chảo zebra. Đâu phải được, không phải quay được. Cái nắp 304 có sửng luôn, cái nắp nó cao lên. Zebra. Cái này nhiêu con? Dạ, cái này là 2 triệu 50. Có bớt không? Cô 20.000 là quen cô thôi. Tại dạ, tại hàng này là cô yên tâm, tụi con bán không, giá không, mình có xài đồ mẹ dạ, này rồi dạ. Ở nhà cái này là xài phải. Cái loại đó xài á, để cho cháo để rồi nó không bị hư, mà mấy cái loại hiệu khác để nó lo hư quá. Dạ, cảm ơn dữ nhiều. Dạ đây. Cái này bán giá sao cô? Cái này xe nhỏ. Cái này nhỏ là 920. Còn loại một lúc bơm lúc 9 không là gần 1 triệu mốt. Còn cái này là nó có cái ròn không có đổ. Màu sắc sặc sỡ luôn. Sức dầu tại chỗ luôn. Giờ mình đi ra ngoài thôi, tại vì trong đây mình đã quay hết, mình đi hết rồi. Mấy cái đồ mất sấy gì ta. Rồi giờ mình đi ra, tại vì trong này mình đi hết trơn rồi. Bán đồ, bán các loại đồ dùng thì ở bên trong. Lúc trước nhớ hội bánh dân gian là dài qua bên đó luôn ha. Mà năm đó đó. Bên này người ta đang làm hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam. Cái chương trình, cái chai nước uống Long Nhãn này nó tài trợ cho chương trình này hay sao. Okay.
xong thì bỏ vô trong tủ. Cảm ơn người đã làm kem. Mẹ uống nước ép không? Mình đã trở lại cái chỗ bán nước ép lựu lúc nãy. Cái này là như 40.000 là nước lựu nguyên chất à? Mình có pha gì không? Không, chất không pha. Cô lại hỏi kỳ. Cô mua một chai. Hai bạn cũng tới mua luôn. Đây là mình quay lại một vòng chỗ quang cảnh người ta đang ngồi ăn uống ở bên gian hàng ăn uống của hội chợ Thái Lan tổ chức vào tháng 12 từ ngày 14 tới ngày 18 tháng 12 năm 2022, cuối năm rồi ha cả nhà, sắp tới Noel rồi. Sẽ có rất là nhiều những cái hội chợ, những cái chương trình vui chơi cuối năm. Trải qua một năm dài thì ai cũng rất là vất vả làm việc, rồi bây giờ cuối năm người ta bắt đầu tận hưởng. Sau một hồi đi lòng vòng quyết định thì bà mẹ quay ra trở lại gian hàng uống nước lèo để ăn nha. Chào cô ơi. Chào Nguyên rồi. Chị Đồng Hương đó nghe. Dạ. Cô hỏi cái năm. Cái năm hả? Cái năm mình á. Dạ con cái năm cái chân, cháu cái năm cái chân chỗ ở giữa bà bán phát hồn á. Cái năm hết tiền quá trời. Đúng rồi, cái tiết không gao, có cái gì để không gao. Không biết cá rồi đó không, không gao hết rồi. Cái nồi nước lèo đây. Gao quá trời luôn mọi người, nó tủ đồ ăn quá chừng đồ ăn luôn. Ăn đồ ăn không luôn. Mình đã bỏ năm nè. Một tô để cá tế thôi, khỏi được theo. Đây. Đây 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 tô này. Cá tép. Nè cá tép đâu ra. Dùng rất là nóng luôn. Tô tô bình thường. Rồi, con ra bàn nha. Rồi ra bàn. Rồi. Nắng quá cho nên mặc áo chống nắng đi hội chợ luôn. Con đang ngồi chờ bún nha. Quay lén rồi mẹ Quy. Quay lén hay chưa. Bún là tới rồi. Đây, dĩa bún, dĩa gạo riêng. Nhiều cá tép rồi hả? Con tép nó bị mủng hết trơn. Thịt quay chắc là ha, ngọt. Cá hai miếng. Hai miếng cá. Hai miếng thịt quay, hai miếng cá, hai con tôm. Xin mời các con. Rồi. Coi bà mẹ quê nè cả nhà. Đây. Cái này là nước dừa. Ly nước dừa riêng hả? Cái này nhiêu mà? 30.000 cho một ly, một cái chén kem dừa. Rồi. Mời bà con ăn kem nha, mình cho uống luôn. Kem dừa. Trắng tươi ha. Bây giờ thì mình đã ra tới bãi xe, bãi giữ xe rồi, trắng trời. Mấy cái phiếu. Để giờ tâm tìm chiếc xe của mình nha, không biết nở nơi mô.